Vâng, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với trận đấu vòng bảng AFF C giữa Indonesia và Việt Nam. Thì Việt Nam mình đã dẫn trước Indonesia đội bản tỷ số là 1-0 rồi. Với một trận đấu rất là thuyết phục của đội tuyển Việt Nam mình. Thì trận đấu thứ hai này thì không biết là sẽ trận đấu như thế nào, và trong khi thì đội tuyển Indonesia đã có cho mình con bài Omen và Việt Nam đã pick cho mình con bài Maloc và Tulen. Thì đội tuyển Việt Nam cầm cho mình là Zerflat, Murat và Superman. Còn team bản thì sẽ cầm cho mình là con Arum, con Voi và con team Bi. Thì có 6 lượt cấm và có đến 3 lượt chọn rồi. Thì đội tuyển Indonesia sẽ tiếp tục cho mình với 2 lượt chọn nữa, đó là Karagwe và Wira đấy. Đấy. Thì không biết sẽ pick gì đấy khi trong đội hình mình sẽ có Omen thôi. Cũng khá là căng thẳng các bạn có thể nhìn thấy mặt của các đội tuyển Indonesia, những chủ đầy băng đấy sẽ đối đầu những chủ trấu đấy, đầy băng làm sao mà ăn được trấu, cái đó rõ ràng luôn đấy. Đấy, cho nên các bạn hãy biết số phận của các bạn Indonesia đấy. Và Indonesia đã pick cho mình con Alice và Asruke, rất là tuyệt vời, một con bài rất là hot. Thì khi mà Indonesia pick cho mình con Ruke thì bên team mình sẽ còn những vị tướng rừng như là Violet, Slim, Nakrod, Karinak. Thì mình nghĩ là Karinak thì người ta sẽ không pick, một là Violet, hai là Nakrod thôi, bởi vì TF đánh rất tốt những vị tướng đấy. Đấy, Polo là pick cho mình vị tướng Joker. Còn Black One thì chắc chắn sẽ có cho mình là một Tulet, đấy biết ngay Nakrod rồi. Thì thực sự các bạn có thể biết được rằng ở đấu trường danh vòng mùa xuân thì đấu trường dính vào mùa hè nhá, mùa xuân thì TF đã cầm cho mình Nakrod đánh rất là ghê gớm rồi. Thì đội hình của Việt Nam thì có Maloc, Tulen, Nakrod, Joker tay dài rồi. Thì team Việt Nam đang thiếu một con bài, gọi là con bài đám, vẫn thiếu một vị tướng đám, chẳng hạn như là một vị tướng kín rút chẳng hạn đấy, hoặc là một vị tướng Zuka thì sao không thể ai chơi nhỉ? Zuka phiên bản ấy mạnh đấy, đó là một vị tướng bù đám. Và các bạn có thể thấy là Indonesia đã pick cho mình Liliana và Wonder Woman. Thì Bro Nam sẽ pick cho mình cái gì đây? Đông Nam sẽ pick gì đây? Một vị tướng đám, phải có sát thương đám dừa và late game thì mình có thể ăn được đội hình bên kia. Phải có một vị tướng, một Zuka thì mình nghĩ là nói chung với đội hình kia là rất là khó chơi, cho nên không thể pick được Zuka. Con một vị tướng rất là hay, đó là vị tướng Scoot kia, Scoot ấy, Scoot cũng khá là hay, dừa và cuối game lường đám rất là tốt. Đây đấy, King Groot rồi. Thì thực sự là mình nghĩ là sẽ pick King Groot đấy, bởi vì thì đội hình Việt Nam chúng ta sẽ có là IMT sẽ đánh Maloc, Black One sẽ đánh Tulen, TF sẽ đánh Nakrod, Polo sẽ đánh Joker và Đông Nam sẽ đánh cho mình con King Groot. Và đội hình bên kia thì theo mình thấy ở cái giai đoạn giữa và đầu game thì Indonesia nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với chất tướng, chẳng hạn như vị tướng Kín Rút. Kín Rút là một vị tướng lên level 4 thì nó rất là khỏe, nó đập được tất cả mọi tướng khi solo với nó ở level 4, bởi vì nó có một cái lượng giáp ảo từ chiếu 3 từ chiếu 3, và khi nó gây thêm sát thương thì cái giáp nó được tăng lên đấy. Thì có Liliana cũng là một vị tướng gây sát thương diện rộng, thì để xem dựa một vị tướng gây sát thương diện rộng và một vị tướng zone đá một mục tiêu thì sẽ như thế nào. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào game này, game 2 rồi. Và mình nói chung không cần phải biết trận đấu là như thế nào, nhưng mà các bạn lại có thể hình dung rằng có lấy bang thì không bao giờ ăn được con trấu vàng của Việt Nam mình đâu. Mình khẳng định như thế luôn, chọn cái hình đại diện của đẩy bang là sai lầm nhất của Indonesia khi đổi đâu với con trấu vàng đấy. Thì không biết nó sẽ như thế nào thì mời tất cả bạn hay và mình hãy cùng đón xem đấy. Mặt úi sợi, tóc tái của kỳ xì thế, tóc úi sợi da ba tê này, mặt úi sợi cắn thế. thanh niên đấy, các bạn có thể thấy Polo là một trong những người quảng cáo dâu gội clear đắt khách nhất ở thị trường Việt Nam mình đấy, một phát nó không bao giờ cổ gâu luôn đấy. Polo Đông Nam, Black One và bên kia là TF, và kế bên nửa là IMAT. Thì để xem những chú trâu vàng của Việt Nam chúng ta sẽ hạ gục những cái chú chim đại bang
Như thế nào? Được rồi, thì đội hình vẫn cứ bình thường thôi, tất cả sẽ tập trung ra mid và sẽ chia ra 4-4-1. Và đây sẽ gặp nhau hay không? Sẽ gặp nhau, mình nghĩ chắc chắn sẽ gặp nhau ở đây. Đấy đó. Ôi, Alice là nói chung là Alice là làm choáng rất là đẹp, cho nên là Việt Nam mình sẽ không có ý định cướp rừng nữa. Và hai team sẽ quay về farm rừng. Rất là bình thường, và Black One đang có lợi thế khi mà farm được cho mình level 2 và sẽ xuống đi gánh Hán à. Ý đi Hán đập chết luôn đi. Đấy, một phá câu kéo như thì các bạn có thể thấy là Tulen là một vị tướng đầy đường khá là nhanh, khi nó nâng như mình chiêu 2 thì nó có thể đầy đường rất là sớm. Đấy, thì ba bốn người tập trung ở mảng búa xanh đây, trong khi thì Apollo đang còn di chuyển ở phía giữa mid. Đấy, TF thì ăn được cho mình con búa đỏ thôi, nhưng mà mình nghĩ sẽ không lên được level 4. Sẽ quay về ăn lại mảng búa xanh này, ăn thì cũng quá nhỏ. Đấy, đó là một cách ăn búa chắc chắn. Khi mà ăn con búa xanh xong quán của búa đỏ luôn. Đấy, thì Đông Nam với La Hán thì vẫn cứ nền nhau thôi. Cái keo này thì mình thực sự là vẫn cứ nhìn về một chút về Đông Nam khi mà solo, bởi vì một bên sát thương chuẩn, một bên hơi máu, nhưng mà đây đã còn đánh nhau đây. Tết Black One chết không? Guira bản rất là đau, tạm thời là rất là lui. Yamate có bị gì không? Ôi thì xong rồi, bản như thế này chết. Yamate đã nằm xuống và chuyển công đầu dành cho Ruke, hay thường gọi là ID Guira. Thực sự mình đã nói rồi, con bài Ruke này đầu game nó rất là mạnh đấy, cho nên chúng ta đầu game khá yếu, không nên giao tranh ở đầu game. Có thể là cái trận này chúng ta đánh một cách Nakroth đã thù được. Ôi sốc đám chết luôn không? Ôi sốc đám chết luôn các bạn kìa. Đấy, trời ghế thế, con Ruke này gắt quá, sốc đám chết luôn các bạn ạ. Đấy, thì tỷ số màng là 2-0 nghiêng về những chủ đầy bang. Như các bạn yên tâm, đầy bang mà nó bay mà thôi, dẻo dư đấy. Đấy, tỷ lệ trấu nó hút dẻo dư đấy. Yamate thì cùng hai thanh niên thì cùng phám nhau thôi, không ai giết được ai đâu. Phám xong thì nhìn nhau mà cười thôi. Đấy, thì TF đã ra thì ăn cho mình con búa xanh. Mà trên này mà đông nắm đã bật cho mình chưa ba và có Black One ăn được hay không? Ui xong rồi, áo play rồi, xong cái phá này đổi màng rồi, nguy hiểm quá. Cái phá đỏ láo lên đông nắm mà trù thêm tỷ đấy, một tỷ tư trù nó đẹp rồi. Đấy thì không sao, nói chúng thì đầu game các bạn có thể biết mà đầu game với team mình nó hơi yếu một chút so với team bạn thôi, nhưng cố gắng kèo tâm dừa game để cuối game thì bắt đầu có thể đánh được. Đấy, cái phá này các bạn này rú ké nó bắn gần đi đám nó rất là thồn luôn. Thì thực sự là đấy là mình bình luận lại cho những cái cho tất cả khán giả cánh mưa sướng đã quen cái giọng nói của mình và để nghe thôi. Thì những cái bạn nào mà cảm giác không nghe quen tên giọng nói của mình á, thì mong các bạn hãy tắt ấm nhá, bởi vì thực sự mình chỉ nói giọng nghề án thôi. Mong tất cả bạn hãy thông cảm mình rất là nhiều. Đấy, thì thực sự là lượng vàng thì chênh lệch đến 1.000 vàng thôi. Ở cái phút thứ ba này thì nó cũng là một cái gì đó gọi là cùng ghế gớm đấy. Đấy, thì ba người sẽ đi gánh có được hay không? Ok, có một màng rồi, hay quá. Đấy, màng sẽ thuộc VTF và Việt Nam mình đã rút ngắn tỷ số lại còn 24, và lượng vàng thì rút ngắn lại còn 800 mà thôi. Đấy, ôi sao mà ăn phá đầy luôn, rồng thì con lâu mày ra. Đấy, phá này thì TF không biết sẽ đi khả năng đi về farm thôi. Đấy, bây giờ chỉ có farm thôi, không chả làm được cái gì cả, giết được mà nhưng cũng không ép được trù. Ruke và Liliana ở xuống dưới thủ trù rồi, thì team Việt Nam mình còn ép con Red không? Alice kìa, Alice không bắt được nó rồi. Con Red cũng không ép được, cho nên thôi phá này sẽ về và sẽ không có đánh nhau ở cái giai đoạn này. Tulen thì vẫn đang có nấp bụi, Polo thì vẫn cũng đang rào chơi ở gần đấy. Một bản đồ tài trắng. Khoan từ từ, bình tĩnh. Ôi sập Polo. Chạy được. Nhìn thấy nhau rồi, cả hai nhìn thấy nhau. Ôi vẫn không ăn được con búa sánh kìa, tiếc thế. Như tất cả các bạn đã thấy thì cái game này thì theo cái chiến thuật thì Black One rất là, và là có đánh nhau gì nhưng có giết được không? Khả năng là giết được 100% từ Wonder Woman. Các bạn có thể thấy là đội hình Sacramento Tom chia ra đi gánh rất là hay. Mid sẽ gánh cho Đông Nam và team còn lại thì sẽ gánh ở phía đường rồng. Đấy, thì đường mid thì tập trung sẽ không giao tranh ở đường mid, mà team Việt Nam mình muốn giao tranh ở hai cái đường đó là đường kinh công và đường mid. Đấy, thì đường kinh công thì sẽ có Black One lo, và đường rồng thì sẽ có TF và Polo sẽ lo cho Yamate. Đấy, một phá gánh rất là hay mà trong khi team địch
thì luôn luôn phản gánh ở mid. Các bạn có thể thấy tím địch khi nào cũng phản gánh ở mid, hoặc là người ta sẽ đi phản gánh chậm so với tím của mình đấy. Ôi 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 ôi, thôi 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 thôi, ăn râm được rồi, phải té té té. Black One nằm xuống rồi, thôi té đi mà ngay người này lo sao không cứu đâu. Cái pha này thì không thể cứu được rồi. Đấy, Polo máy quá, một bán Nagaroth đã quét 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 chiều bá thì sốc sốc đám đấy. Pha này thì kín kín rút từ đông nam đi ra cover. Thôi được rồi, như thế thôi, đùa cho vui thôi, ra quét quả cho vui thôi, được rồi. Thì quay bên farm đi. Ô mẹ nó đi vào đây, nó bọc hầu à? Nó tuổi gì bọc hầu? Bên Nagaroth đang bị cướp búa xanh các bạn kìa. Yamate có sự hỗ trợ của Yamate và cuối cùng thì búa xanh là thuộc VTS. Thì nó làm sao mà cướp được? Ôi giết rồi nè, cái thằng quân đầu của mất này đánh rất là hồ báo. Đấy. Hay quá. Có sự hỗ trợ từ Polo. Xong rồi, quý ra. Ok, vẫn không có chuyện gì xảy ra ở trong cái giao tranh này cả. Đấy, đã thu được trù. Và có 4 người, 3 người sẽ ăn bên con giới, tím địch. Và tím mình chỉ có 2 người thôi. Thôi, nhường cho người ta con giới đi. Đấy, và trên này TF đang còn phá trù, cố lên. Bể trù thì ôi, không được rồi. Nó ăn hết lính đó. TF thì đâu ghế này dư thì các bạn có thể thấy là ôi, quát láng kìa. Ôi, chết ngực luôn các bạn kìa. Thôi, phá này thì ăn được trù rồi. Nhưng mà Black One đã bị Omen trỏi lại và sẽ nằm xuống ở cái phá này. Và đương nhiên sẽ đồng nghĩa với cái việc mất trù mít này. Còn TF sẽ ăn cho mình. Ôi, Phật không ăn được cái trù ở dưới à. Ôi, TF gần chết. Ôi, trời ơi, gần chết luôn kìa. Ôi, cái trù dưới có một hit. Còn cái trù trên. Ôi, cái thế trận. Từ những cái thế trận của Việt Nam mình nó bị đè hẳn bá đường các bạn ạ. Nó bị đè hẳn luôn. Một phá gánh không thành công đến từ TF. Một phá chết ở một chết ở mid một mạng và một phá nó chuẩn bị đánh lui ở phía trên, máy phía trên không thua và bây giờ phía trên mất trụ rồi. Thì về đồng nghĩa thì tím mình mất hai trụ rồi. Thì nó rất là khó. Đây, gắng mang cái trụ đấy đi, đập được. Sẽ có một mạng cho Việt Nam mình ở trong cái phá này chắc chắn 100%. Đấy, và mạng thì thuộc về đông nắm, cứ núi bẻo đông nắm thì đông nắm sẽ gánh tím B6, các bạn hãy cố lên. Trận đấu này cũng rất là căng thẳng. Thì nó mới hơn mình có 1.000 tiền thôi, nhưng mà thực sự là cái thế trận đấy. Cái vang ấy, ăn được cái trù hái này ngon đấy, rất tuyệt vời luôn. Đấy, một phá kết hợp từ đông nắm phải vô lỗ. Cái gì? Cái giả làm gì? Giết luôn. Hay quá. Ôi, lời sử mình có trù bá đấy các bạn này. Chắc chắn có cái trù bá này luôn, không cho về. Ôi trời ơi, team không cho về. Ây, Wonder Woman ra rồi, thôi. Khả năng cái trù bá này khó rồi. Về đi, chết luôn đấy. Ờ, xong rồi, đông nắm hết chiếu 3 và có thể là ở lại khổ máu và sẽ nằm xuống cái phá này. Đấy, thì tím mình đã nằm xuống 2 người và tím địch cũng nằm xuống 2 người rồi, hay quá. Thì trận 3-3 và sẽ ăn được cái trù mít không? Không ăn được trù mít. Xét về thể trận thì tím mình chỉ thua tím địch có một trù nữa thôi. Nhưng mà về cái thể trận thì cái trù gian trù của tím địch nó ăn ngon quá. Cái trù ngon nhất là cái trù mít các bạn ạ. Ôi, mình có thêm cái trù đường kinh công này nữa rồi. Đấy, cái thể trận trù là hoa nhau đấy các bạn ạ. Nhưng mình chỉ thiệt về cái trù mít rồi thôi. Một phán đắp bùi ở đây. Ôi, bị lồ rồi. Indonesia đỉnh cướp red á. Vỗ đỏ đi bạn ấy, vỗ mất cướp red hồ cái. Cướp red ốm đâu màu đóng luôn đấy. Đấy, tím cứ nuôi bèo sang đông nam. Nuôi cho đông nam bèo lên, bèo ngầy ấy. Thì lúc đó sẽ ngon. Indonesia ăn rồng, chắc chắn con rồng rồi. Mình chỉ sợ cướp con búa xanh này thôi. Nhưng không sao, họ đã ăn được rồi. Sẽ có một phá giao tranh nhé. Black One đang bị dí. Black One đã chạy được rồi. Yamate. Ôi, lo tên nhớ bị bắt máy quá. Sợ lắm, Yamate bị bắt thì coi như thôi luôn. Cái gian hút sát thương của tím mình chỉ có Yamate đấy các bạn. Hút đám là Yamate. Con cống là Black One và đông nắm thôi. Con TF là chỉ gọi là nhiệm vụ là quấy nhiều đối phương thôi. Đông nắm chạy vũ tứ sao mà rệt được. Bật chiếu ba đây, mất mít. Một phá di chuyển mà bắt đông nắm thì chắc chắn các bạn sẽ bỏ cho mình cái trụ mít ở lại cho mình xin nha. Ôi không, cái trụ ôi sổi TF nhảy quá, gặp hai thanh niên bến đến thế. Đấy. Ôi chết rồi, cái thế trận này đông nắm đầy dưới cấu kèo một thằng V
khả năng con King Kong sẽ ở cái phái mình biết ngay mà cái bài King Kong này. Đông Nam mà ăn được con Wonder Woman thì phái này sẽ có, nhưng mà khó ăn quân ơ giết được Wonder Woman thì ngon. Ok, phá này thì một King Kong đổi sẽ đổi lấy một trụ Yamate quẹt rồi. Ôi không được. Ok, cái phá này sẽ có một cái trụ, sẽ có một trụ không ăn được, không không thẳng được. Phá này không thẳng được. Đấy, một trụ đổi lấy một King Kong và cố ăn trụ đi. Đông Nam cứ sẽ phá trụ. Đấy tuyệt vời. Cứ phá trụ, nhiệm vụ cứ phá trụ thôi. Té. Không đập. Ô thôi, nằm xuống luôn được. Thôi. Thôi Polo kia chạy đi. Ôi trời ơi. Một cái phá không hiểu ý. Cái phá đỏ thực sự là Đông Nam bán mạng thôi. À là cái trụ thì phá đỏ không thể cứu làm gì được. Làm sao cứu được cái phá đấy. Phá đỏ không hiểu ý đến từ Đông Polo và Đông Nam. Nhưng không sao. Thì cái thế trận thì team mình là có một đường lính số cấp rồi. Thì cũng khá là ngon. Bây giờ có rụng này mà thủ nữa thôi. Bốn. Ôi chết rồi. Trên ba người không thuộc rồi. Khả năng là sẽ là bỏ một cái trụ này rồi các bạn ấy. Đường trên. Trời ơi cái con Ruke nó bắn trù ghê lắm. Ôi con dao cây ở đây rồi, sao mà đánh được. Black One. Sao Black One chết rồi, bị cô lập rồi. Chạy được không? Ôi cái thằng Wonder Woman mình thê luôn, nó rệt rái lắm. Đấy đó, có đánh nhau. À hình như là không đánh nhau đấy rồi. Black One đã chạy được, rất là tuyệt vời. Thì hiện tại tí mình đã bị quét hết cái gian trù ngoài rồi. Giờ chỉ còn gian, ôi cái con Lily này nó ly thế, lão này giết nó cái. Đấu rồi, cái con, ôi trời, thằng đánh hay thế. Tự tin quá. Ôi, what. What. Cái phá nào vào kiểu lắm, cái gì cái phá này. Tôi sống rồi, nát rồi. Ôi, cái phá nào kiểu làm gì cái phá này. Ôi, chết rồi, tiếp. Mày quá, ăn cái con quái này cho đỡ mất trù. Giết Đông Nam. Ôi xong rồi, chào. Chào Đông Nam, chào đồng chí. Khỏi chạy quá. Mất trụ rồi, trời ơi đánh rơi rạc quá. Game này khó thắng quá, mất một trụ rồi. Khả năng sẽ mất hai trụ lá cáo các bạn. Ôi vê, tệ. Khả năng mất hai trụ lá cáo thôi. Rồi những cái phá không hiểu ý. Trận đấu rất là gay gắt đấy các bạn. Yamate quét được quái không? Han sẽ ăn cho mình con giới này. À, thực sự trận đấu này thì nói chung mà thực sự là ở Việt Nam mình cũng có những lợi thế đấy, nhưng mà không có đâu. Nhưng mà thực sự là quăng ghế, những cái tình trạng quăng ghế và những cái tình trạng không hiểu ý đấy. Chẳng hạn những cái phá mà đồng đội có thể là không thể sống được những cái phá đó, những đồng đội vẫn lên cứu thì chết chúng đấy, cái kiểu tình trạng đấy. Ok không sao. Đấy cái phá này máy mà quét hết quái rất là tuyệt vời đấy. Đánh nát cái đó nó phải như thế các bạn, nhiệm vụ nó phải quét hết quái những cái phá đấy. Nói chung các bạn ơi, có mặt đường thì con nước con tát đấy, và mình luôn tin đang đẩy bàn thì không bao giờ đánh được những con trâu của chúng ta đâu. Đập nhau, đập vô tư luôn nhỉ, thằng Hán là đập chết luôn nhỉ. Bây giờ phải thủ một cái đường này thôi. Ôi trời, Yamate cẩn thận. Hay quá, lướt về được rồi. Ná đã quẹt một cái là hết, đã hết công. Cố lên anh em ơi. 9.000 vàng đến từ Đông Nam rồi. Đông Nam mà thì quật được đấy. Đông Nam bây giờ nó thì quật được rồi. 8k3 đến từ TF. Tú lén thì cũng khá là thọt. Má lốc thì thọt hơn. Cố gắng thu cái trụ cuối này thôi các bạn ấy. Biết là cái game này khó nên cố lên. Ôi trời ơi, nó hơn gần 10.000 vàng đấy các bạn. Ôi mày quá. Có mắt thẳng một phát đã thẳng luôn mà. Chúng ta mà có mắt phá này thẳng cái sẽ thẳng luôn này. Mình nghĩ là con Ruke nó khó bắn trụ lắm. Ôi trời ơi, tốc biển nó chơi bắn trụ à. Ôi có mắt cái chắc chắn sẽ thắng khi cái trụ của mình không bị vỡ. Đấy rồi. Lão này. Lên giết Đông Nam, chém tất cả mọi thứ. Ôi trời ơi, bị sốc đám ngược. Ôi thua rồi. Vai cái combat kìa. Ôi hay quá.
Hái rồi, hái. Ôi, giết, 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 giết. Hay quá. Tuyệt vời. Một cái phá combat tưởng chừng thẳng mà như thua, mà tưởng như thua mà nó lại thắng. Đấy, ảo ảo thật thật, mà thật thật ảo ảo đấy. Cái phá đó thì thực sự là sai lầm đến từ con Omen team địch, bởi vì là quái thì bị quét hết rồi. Chả khác gì chấp thêm một người. Trụ thì bắn rất là rát. Nói chung cái game này mình khẳng định luôn, ở tâm cái kèo lật thì nó khả năng có rất là cao, nhưng các bạn yên tâm, lật kèo cũng khá là tốt ở cái game này. Về của game Việt Nam mình đánh hay hơn đấy. Các bạn phải hiểu là gió chất chất tưởng các bạn ạ. Chất tưởng đâu game team mình thua, chứ không phải là gió team mình đánh giờ đâu. Gió cái chất tưởng team mình thua, chất tưởng team nào thôi. Đấy, như về cuối game thì mình nói thật là không biết mèo nào ăn mèo nào đâu. Đây rồi, Yamate bị bắt không? Đây, có đồng đội 3 người chắc không bị gì đâu. Yamate là một gọi là một cái lá chắn rất là vững vàng cho đội tuyển Việt Nam mình. Nhiệm vụ của chị có thể thôi các bạn. Nhiệm vụ chỉ là một cái lá chắn hút đám, hút sát sát thương team địch thôi. Chả cần làm gì nhiều. Con muốn làm thì để cho Black One và Đông Nam làm thôi. Con TF thì nhiệm vụ là quét quái này. Nhiệm vụ rất đơn giản, đẩy lính, phá nhiều đội hình đối phương, như thế thôi. Ôi xong rồi, Đông Nam bị bắt kia. Ôi, đây đây, giết thằng này thẳng luôn này. Nhưng mà hết quái. Rồi giết là thằng này mà không có quái kìa. Phá mít luôn. Liliana kia các bạn kia. Hay quá, giết Liliana. Polo, Polo. Hay quá. Win luôn rồi. Trù, Polo bắn trù. Bắn trù. Tím nó về thôi. Đông Nam phá trù trên, trù trên, trù trên, trù trên. Đúng rồi, lật kèo ra đây luôn. Lật kèo 41 giây thẳng cái game này luôn. Lật kèo một tuyệt vời luôn. 41 giây tím địch mới ra phá trên này. Lá vào, bắn trù, win luôn. Đấy, cấu kèo đó đi, cấu kèo thẳng rồi. Trận đấu này mình khẳng định luôn là chiến thắng 2-0 đến những đội tuyển Việt Nam mình. Đấy, chém easy luôn, một pha lật kèo tuyệt vời. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Ok, clip bình luận của mình ở đây và kết thúc. Và các bạn hãy để cho mình một comment. Nếu các bạn thích mình bình luận thì các bạn hãy để cho mình một comment nhé. Cảm ơn tất cả bạn rất nhiều. Ui, sợ mặt căng thẳng quá. Ok, bye bye các bạn nhé.